Xin chào các bạn, mình là Quế Anh. Hôm nay mình sẽ thực hiện bài thi mẫu cho vòng thi thuyết trình của cuộc thi Road Challenge nhằm mục đích giúp các bạn sẽ chuẩn bị tốt hơn cho vòng thi sắp tới. Bên cạnh đó, mình xin cảm ơn nhà tài trợ Lý Gia Viên đã hỗ trợ công cụ dụng cụ để mình thực hiện tốt phần hướng dẫn này. Time. Xin chào ban giám khảo, em là Nghiêm Xuân Quế Anh, hiện đang làm việc tại The Lovely Cup of Coffee. Loại cà hôm nay em dùng để dự thi là Ethiopia Red Cherry. Với phương pháp sơ chế natural, được rang ở ngưỡng Anchom 68, mục đích để pha với dụng cụ V60. Hôm nay em cảm thấy rất vui và hào hứng khi được đứng tại đây phục vụ cà phê cho các vị ban giám khảo. Sau đây em xin trình bày bài dự thi của mình. Sau khi cướp và đánh giá thơ trạng cà, em nhận thấy mẻ cà này có khá nhiều hạt non. Tuy nhiên, đây là mẻ cà của mùa vụ mới, vậy nên em sẽ lựa defect ở hai lần là trước và sau quá trình rang. Mẻ cà này em rang kết thúc ở 11 phút với nhiệt độ chà đầu vào là 195 độ C. Điểm rớt nhiệt nằm ở 103 độ tại 1 phút 35 giây. Lửa được duy trì ở mức medium trên máy rang Vina Nha Trang. First rub diễn ra ở 9 phút 20 giây với ngưỡng nhiệt là 185 độ và kết thúc ở 193 độ C với tỷ lệ phát triển hạt là 15%. Mục đích của mẻ rang này, ban giám khảo có thể ngửi thấy trà đen, hoa nhài, hoa cà phê và raspberry. Các vị có thể cảm nhận được điển hình là táo, cam chanh, trà đen, hoa nhài, hoa cà phê, raspberry và đường nâu. Cường độ axit cao và khá phức tạp, điển hình như là axit táo và axit cam chanh. Về phần body, ở giai đoạn đầu, body chưa được thể hiện rõ ràng, nhưng từ giai đoạn giữa và giai đoạn sau, body được thể hiện rõ rệt nhất và giữ ở mức cân bằng. Độ ngọt khá cao và được duy trì ở mức cân bằng. Em sẽ sử dụng 15g cà phê cho phần pha này và nước ở nhiệt độ 92 độ C, tỷ lệ pha là 1:16. Ở giai đoạn đầu, em sẽ dùng 32g nước để ngâm ủ 15g cà phê trong 35 giây. Lần 2 em sẽ rót nước đến 120g và để đến 1 phút 15 giây. Lần 3 em sẽ rót đến 180g nước và để đến 1 phút 45 giây. Và lần rót cuối cùng em sẽ rót theo đúng tỷ lệ là 240g. Dự kiến bình cà phê này sẽ kết thúc trong 2 phút 30 giây.
Cảm ơn ban giám khảo đã theo dõi phần trình bày bài dự thi của em. Em xin kết thúc phần bài dự thi tại đây. Time.